Các sản phẩm thông thường thì đục rất là nông, chỉ có 4-5 ly thôi. Đây, cái này chúng tôi đục sâu đến phần rưỡi. Đấy, đốc là đốc liền một tấm nhé. Những cái kệ thông thường là đốc sẽ ghép đôi như này. Còn nếu mà nguyên mộc thì nó sẽ trắng như này các bác này. Đấy, khi có nước hoặc sơn vi u nó sẽ đậm vân. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi trưa của ngày 20 tháng 12 năm 2021 đây. Thì hiện tại buổi trưa ngày hôm nay thì bên xưởng có lên xong cho các bác một con kệ tivi. Đấy, hàng rất là dày dặn. Con kệ này thì có kích thước là chiều ngang là 2m2, cao là hơn 80, thì là dành cho các bác nào có phòng khách nhỏ. Đấy, cao rộng chỉ có 2m2 thôi nhé. Đấy, tuy nhiên thì sản phẩm của chúng tôi là hàng thửa, hàng rất là dày dặn. Đấy, thì chúng tôi xong cái phần màu rồi đây. Hiện tại chúng tôi đang rửa nước sạch đi để các bác xem đây, đang nổi vân rất đẹp nhé. Thì giới thiệu các bác đây, con kệ tivi cột nho đây. Thì toàn bộ cái sản phẩm tôi là làm hàng rất là dày. Đấy, toàn bộ khung cánh của tôi các bác nhìn này. Thì tôi vẫn chưa lắp vào. Thì khung cánh của nó là dày 4 phân cơ. Đấy, khung cánh dày 4 phân. Ván của tôi là dày là 2 phân rưỡi và đục rất là sâu và nổi đây. Các bác thấy là sâu nổi. Đây, hoa văn nó rất là nổi, rất là dày nhá, rất là dày luôn. Đấy, các sản phẩm thông thường thì đục rất là nông, chỉ có 4-5 ly thôi. Đây, cái này chúng tôi đục sâu đến phần rưỡi, đục sâu một phần rưỡi cơ. Đấy, rất là dày luôn. Khung cánh này bình thường dày có hơn 2 phân thôi. Đây, chúng tôi làm 4 phân nhé. Đấy, con kệ. Đấy, toàn bộ chân yếm bệ là đục hoa hồng. Chân yếm bệ đục hoa hồng. Đấy, cột nho. Đấy, chân đục hoa hồng. Đấy, các bạn là chân này. Kệ thông thường là chỗ này là nó trơn, nhưng đây lại đục thêm hoa hồng ở đây nữa. Đấy, những cái khung này nó cũng dày hơn những cái hàng thông thường. Mộng mạng nó cũng rất là sắc nét nhá. Hàng kỹ. Đây, nguyên cái khung mặt nó đã dày các bác này. Khung mặt dày 4 phân luôn này. Đây, các bác ạ. Khung mặt rất dày. Đấy, ở giữa thì chúng tôi là bố trí thêm một cái ngăn kéo. Đây, hiện tại là nó xít, tôi vẫn một tay không mở được. Hàng vẫn còn nguyên mộc, tôi vẫn chưa chỉnh sửa nên là hơi chặt một chút. Và tôi chỉ lắp tạm cánh thôi, vẫn chưa lắp hoàn thiện. Đấy, các bác xem. Đấy, ván mặt vân đây. Gỗ thì gỗ chọn gỗ rất là đẹp rồi. Đấy, đốc là đốc liền một tấm nhá. Những cái kệ thông thường là đốc sẽ ghép đôi như này. Nhưng con này là hàng dày, hàng VIP là đốc liền một tấm. Đốc liền một tấm rất dày đây các bác này. À, chỉ soi rất là dày. Đấy, những cái sản phẩm hàng thông thường, hàng rẻ bình dân ấy thì rất là mỏng thôi. Nhưng con này là nó dày. Đấy, tốn gỗ hơn rất là nhiều, cũng như là công đục chạm. Nên là giá thành của chiếc này là sẽ đắt hơn chiếc thông thường nhé. Để cho các bác giới thiệu cho các bác xem. Đấy. Rất là dày dặn VIP luôn đấy, con kệ này hàng VIP luôn đấy. Đây, vân vỗ đây. Đây, chỗ này là chúng tôi tưới nước à. Chỗ này nó khô rồi nên nó trắng như vậy. Đấy. Khi sơn phủ bóng với u lên là sẽ vân nó sẽ nổi như này. Còn nếu mà nguyên mộc thì nó sẽ trắng như này các bác này. Đấy, khi có nước hoặc sơn với u nó sẽ đậm vân lên như này. Đấy, gỗ hạt đây. Em quay cho một anh khách ở vị trí anh ấy đang xem. Em quay cho anh tham khảo luôn. Đây, chờ em chút, em sẽ tưới thêm một ít nước rồi cho nó đều màu nhé. Đây, đấy, tưới chút nước nhìn là nó đều màu. Đấy, khi sơn VU hoàn thiện lên là nó sẽ có màu như này này các bác này. Đấy, màu hương đá nhá. Đấy, nguyên mộc nhá, nguyên mộc trần xì. Đấy, quay cho khách hàng xem tổng thể nó đây nhá. Đấy, kích thước là dài 24, cột nho, đục cánh dày, gỗ chọn lọc vân, gỗ đẹp. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhá. Một con kệ tivi nhỏ nhỏ xinh xinh. À, rất là phù hợp với những khoảng khách kích thước không gian khoảng khách nhỏ. Rồi, ok mọi người.